giật mình thốn vãi nổi. Thật sự là mỗi lần mà vào cái game này và chơi cái game này á, thật sự cái nhà game nó rất là to và mình cảm thấy rất là đau đầu luôn mọi người. Chúng ta sẽ còn 1, 2, 3, 4, 5 trận nữa mọi người ạ. Wow. Ok, không sao, hôm nay sẽ là clip cuối luôn. Chúng ta sẽ cùng nhau end cái tựa game này nhá. Ok. Wow, thì trong clip trước các bạn thì thấy là wow, mỗi khi mà mình ăn cái đấy kiểu như là chúng ta được một cái gì đấy. Uầy. Wow. Wow, vậy em sao để qua? Wow. Làm sao để qua? À ok ok, mẹ mất dạy thật sự. Uầy. Ok 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 ok. Chỗ này mình làm được, chỗ này mình làm được thoải mái luôn. Ok, chỗ này on với off là cái gì đấy? On lên, uầy. Lừa đảo vãi lìn thề. Mất dạy không? Cái gì đây? Đi cơ mẹ, mấy cái công tắc lìn này. Ok ok. Mẹ mấy cái dấu hỏi. Một sự xúc phạm nặng. Ai? Phải đi xuống đúng không? No, God, please, no, 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 no. Đéo bao giờ ăn dấu hỏi, đéo bao giờ ăn dấu hỏi luôn thề. Xúc phạm. Sắp đến cái chỗ xanh kia rồi. Đừng làm thế với em, đừng. Ai? Mái lồn. Đừng làm thế với em, đừng. Ai? Em qua đây. Mái lồn. Khóc quá rồi. Thì có mày muốn khóc quá rồi thì con mẹ. Cái đéo gì nữa. Ai mẹ bắt đầu cái này bắt đầu có gai ạ. Nó phải làm gì để không phải chết. Làm gì chứ. Đừng có bảo là khó như thế nhá. Đừng có bảo là mình sẽ dẫm đầu lên đầu con kia rồi mình nhảy sang ạ. Thông minh lắm. Nhà sao không nên ăn bông hoa chứ. Thì đúng rồi, là dẫm vào đầu con đấy đấy ạ. Vãi lồn. Sẵn sàng chưa? Đéo nhảy lên kịp được. Ôi, chỗ này không để mà dễ dàng qua. No! Mai mới qua được cái chỗ kia. Sao mày ngu thế hả? Anh ơi ra đây. Ôi ôi. Mày quá. Ôi. Bây giờ trong đầu mình có rất nhiều thắc mắc là trong dấu hỏi này có cái gì. Nhưng mà mình không muốn chơi lại đâu. Mà mình không nghĩ là có thể qua bên kia một cách đơn giản và dễ dàng như thế. Mình đã mất rất nhiều công sức để có thể có được cái vị trí hiện tại của mình ở đây rồi. Cho nên mình không muốn là mình sẽ phải đi tiếp, sau đó mình sẽ chết.
Cho nên là clip này sẽ dừng lại tại đây các bạn nhé. Em muốn dừng lại vãi lìn nữa thề. Ôi. Ôi. Mày anh sắp chơi 500, anh sắp chữa hoàn thành cột mốc gọi là 500 trận cái trò Cat Mario rồi mà anh vẫn chưa qua được cái level này này, vãi cả lìn chưa? Ờ anh bị mắc ở cái chỗ. Anh bị mắc ở cái chỗ gần cuối ở cái map bóng đêm ấy. Khó chịu vai. Ừ anh đéo biết qua kiểu gì ấy. Không, chỗ này đối với anh thì tốt rồi, easy rồi. Đây này, cái chỗ này này. Mở hòm thứ 3, ờ. Sắp nhiệt à. Ờ, xong anh nhớ biết phải như nào nữa. Phải bay lên á. Có nghĩa là mình nhờ con robot kia cho mình bay lên trời á. Bay lên trời để chết à, mình bị ngu à. Đây. Bay lên trên này á. Sao mày ngu thế hả? Tao đéo hiểu. Mày nói cho tao hiểu thì đéo được. Lên này, ô. Oh, à. Thế mạng à? Đi con mẹ mày đừng. À! Anh yêu em vãi lộn. Các bạn thích là được.